Sáng nay ngày 19 tháng 4, đoàn kiểm tra 566 của Ban Thường vụ tỉnh ủy do đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Long An làm trưởng đoàn, có buổi làm việc với Ban Thường vụ huyện ủy Cần Đức về việc lãnh đạo chỉ đạo và công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn huyện. Trong thời gian 2016-2022, huyện Cần Đức không xảy ra trường hợp tham nhũng nào nên không có trường hợp người đứng đầu bị xử lý để có được kết quả trên trong những năm qua ban thường vụ quyền quỹ luôn quan tâm lãnh đạo chỉ đạo và xem công tác phòng chống tham nhũng thực hành tiết kiệm chống lãng phí là nhiệm vụ quan trọng thường xuyên của cả hệ thống chính trị của quyền công tác phòng ngừa nâng cao chất lượng kiểm tra giám sát phát hiện vụ việc thanh tra điều tra truy tố xét xử gắn với giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vụ việc tham nhũng phục vụ tốt cho nhiệm vụ chính trị địa phương Ban thường vụ quyền quỹ chỉ đạo chặt chẽ các ngành chức năng, thực hiện tốt công tác phối kết hợp, kiểm tra, giám sát chặt chẽ trong phòng chống tham nhũng, tiêu cực, nhất là quan tâm, tập trung củng cố xây dựng các tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, phát huy vai trò của chi bộ trong quản lý đảng viên. Cấp quỹ đảng theo dõi, nắm chắc việc thực hiện nhiệm vụ, kịp thời kiểm tra, làm rõ và xử lý nghiêm những trường hợp có dấu hiệu hành vi tham nhũng. Phát biểu tại buổi kiểm tra, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, biểu dương những kết quả của cần nước trong thời gian qua. Ông đề nghị trong thời gian tới, cần nước tiếp tục tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Tập trung triển khai các giải pháp phòng ngừa tham nhũng như giám sát cộng đồng, nắm sát địa bàn, nâng cao nhận thức tinh thần trách nhiệm của các cấp ủy đảng phát huy gia trò của mặt trận đoàn thể tuyên truyền để cảnh báo phòng ngừa dấu hiệu tham nhũng.